Vâng, Đồ Gỗ Văn Sáu xin kính chào tất cả các bác đam mê đồ gỗ cũng như là tất cả quý vị và các bạn đã luôn luôn theo dõi bên Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu. Về các sản phẩm đồ thờ thì có một số bác có gửi câu hỏi cho Đồ Gỗ Văn Sáu là muốn mua những cái cặp đèn thờ vừa to vừa cao mà giá thành lại rẻ mà vẫn muốn có được cái độ lâu bền, độ cứng chắc của cái chất gỗ, thì hôm nay Đồ Gỗ Văn Sáu sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn ba cặp đèn thờ được làm trên cái dòng gỗ xà cừ với giá thành rất là ưu đãi cho quý khách hàng. Những mẫu này cao lên đến là 92 cm. Đấy, đáp ứng được cái yêu cầu của quý khách hàng, đó là về chiều cao đấy, và về chất gỗ và về giá thành cũng như là cái độ đẹp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết hơn về ba mẫu đèn này. Mẫu đèn này thì được làm là gỗ xà cừ và phun tạo màu của gỗ gụ, như cái mẫu quý vị đang thấy. Mẫu bên cạnh là được làm theo màu, đó là gỗ mít và gỗ hương. Chúng ta sẽ đến với cặp đầu tiên là được phun màu gỗ gụ. Để nói lên cái chất gỗ xà cừ thì chúng ta sẽ đi một số cái thông tin về gỗ xà cừ để chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Đấy. Thì gỗ xà cừ là loại gỗ có tên gọi đặc biệt, đó là gỗ sao khỉ, và giống của gỗ xà cừ thuộc dòng họ gỗ xoan. Gỗ xà cừ thì cũng được liệt vào nhóm 1 trong bảng phân loại gỗ của Việt Nam, nhóm gỗ quý hiếm và mang lại giá trị kinh tế cao. Nhóm có những cây đại thụ, cây lâu năm rất hữu ích cho cuộc sống của con người. Vùng phân bố của cây gỗ xà cừ sẽ có ở các nước châu Phi như là Cộng hòa Trung Phi, Mali, Sudan, v.v. và Nigeria, và ở Việt Nam thì có ở tất cả mọi miền của Việt Nam và phân bố khắp cả nước. Và cũng có thể bắt gặp rất nhiều về gỗ xà cừ có được trồng tại thủ đô Hà Nội. Và gỗ xà cừ là loại gỗ nằm trong loại gỗ có tuổi thọ lâu và thân gỗ màu đỏ nhạt, lõi có màu đỏ đậm hơn và thấu gỗ cho ta cảm giác mịn màng rất chắc chắn. Đấy. Và trừ phần vỏ gỗ ra, chúng ta có thể thấy cái lớp màu đỏ nhạt càng gần về bề lõi thì càng đậm hơn. Và vân gỗ xà cừ là một trong những vân tròn bao quanh lõi gỗ, tạo nên cái đường rất đẹp. Đấy. Và cần giống như là những cái bức tranh đẹp ở trên cái vân gỗ. Về ưu điểm của gỗ xà cừ thì do có tuổi thọ lâu năm nên gỗ xà cừ chắc chắn, mặc dù bên ngoài chúng nó hơi xấu xí một tí nhưng chịu được cái tác động từ bên ngoài rất tốt. Và vân gỗ xà cừ đẹp như là một trong những vân gỗ đẹp nhất. Và thêm vào đó thì chất lượng tốt nên thường được sử dụng để chế tác các sản phẩm về đồ nội thất phục vụ cho nhu cầu của con người. Màu đỏ của gỗ cực đẹp và màu tạo nên màu sắc sản phẩm mang cái tính lôi cuốn, tinh tế, đầy sang trọng. Với khả năng tự sản sinh một số chất giúp gỗ xà cừ có khả năng chống được một số mối mọt cực tốt, và chính vì thế và có thể yên tâm sử dụng về cái độ lâu bền của gỗ xà cừ. Để nói về cái cách xử lý gỗ xà cừ để không ảnh hưởng về cái chất lượng sau này thì chúng ta cần phải xử lý gỗ tốt. Và chính vì thế cách xử lý gỗ xà cừ là một trong những điều quyết định đầu tiên khi thành phẩm các sản phẩm về đồ gỗ. Để xử lý gỗ xà cừ thì có hai cách. Cách đầu tiên là xử lý gỗ tươi bằng cách phơi nắng. Đây là cách mà con người chúng ta sử dụng khi khoa học công nghệ chưa phát triển như ngày nay. Và cách này khá dễ dàng, mà chỉ cần để gỗ xà cừ dưới ánh nắng mặt trời qua thời gian dài, gỗ sẽ tự khô, và thời gian còn tùy thuộc vào độ dày của gỗ xà cừ. Và tiếp theo nữa thì cách thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng, đó là sấy gỗ. Đây là cách để làm cho gỗ khô hiệu quả nhất. Cho đến ngày hôm nay, phương pháp này thì vẫn dựa vào nhiệt độ cao là chủ yếu và không như phơi nắng trực tiếp, mà thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng lò sấy bằng than, khí đốt bằng củi. Đấy, kết hợp với ánh sáng mặt trời tạo nhiệt độ cao thì thúc đẩy cho quá trình khô gỗ xà cừ. Phương pháp này sẽ được kiểm tra từ đầu đến khi kết thúc để khi tạo ra một cái sản phẩm gỗ xà cừ chất lượng nhất. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi nắm về cái thông tin của gỗ xà cừ để chúng ta hiểu hơn rằng là ba cái mẫu đèn thờ này được làm trên chất liệu gỗ xà cừ đã được Đồ Gỗ Văn Sáu xử lý rất là kỹ về cái khâu tẩm sấy và khâu phơi nắng. Thì vì vậy là các cái gỗ này sẽ không có bị nứt nẻ như là cái nhược điểm mà gỗ xà cừ ban đầu đem lại cho chúng ta. Và chúng ta vẫn có được cái ưu điểm, đó là về cái chất liệu gỗ cứng đẹp. Đấy, và cái hương gỗ đem lại chúng ta đó là không có bị mối mọt tấn công. Vì vậy là các sản phẩm được làm trên cái dòng gỗ xà cừ này, quý vị và các bạn sẽ yên tâm khi mà chúng ta sử dụng. Các mẫu đèn thờ thì sẽ được làm một kích thước là cao 92 và cái đường kính lên đến 24. Mẫu này thì còn gọi là mẫu đèn thờ tổ ong. Và ba mẫu này được phun tạo gỗ hương và tạo màu gỗ mít để cho quý vị và các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn về màu sắc để phù hợp với không gian nhà của mình.
Và nếu như quý vị và các bạn muốn mua một cái mẫu đèn xà cừ có kích thước cao và màu thì chúng ta vẫn có được màu gỗ mít, màu gỗ gụ và màu gỗ hương, mà lại có cái giá thành rẻ, thì chúng ta có thể liên hệ Đồ Gỗ Văn Sáu để đặt hàng. Và cái số điện thoại rất quen thuộc có ghi trên góc màn hình, đó là 0968 152070 và 0972 282070, để được liên hệ tư vấn đặt hàng. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nội dung ngày hôm nay. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung tiếp theo.